Khi Công Phượng đá hỏng quả penalty trong trận thua thảm với U23 Thái Lan ở SEA Games 2017, U23 Việt Nam lùi thủi xách vali về nước ngay từ vòng bảng. Không ai nghĩ đội tuyển của chúng ta sẽ có bao nhiêu phần trăm cơ hội vào giải đấu cấp châu lục chỉ 4 tháng sau đó. Nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo còn làm được nhiều hơn thế. Vượt qua bảng tử thần có sự hiện diện của Hàn Quốc, Australia và Syria, giờ đây đối thủ của chúng ta là đội bóng sư tử vùng Mesopotamia. Một trận đấu xứng đáng là một trong những trận đấu hay nhất lịch sử của bóng đá nước nhà. Vượt qua nỗi sợ chỉ là kẻ lót đường, giờ đây từng cầu thủ trong đội U23 Việt Nam xác định tư tưởng cứ ra sân là gặp cường địch. Bước vào trận tứ kết lịch sử, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa ra quyết định về đội hình ra sân, trong đó có sự thay đổi khi Văn Hậu, Đức Trinh không đá chính. Ở vị trí thủ môn, phong độ tuyệt vời của Tiến Dũng khi chỉ mới lọt lưới 2 bàn trong trận đấu ra quân gặp U23 Hàn Quốc là lý do để lý giải vì sao Nguyễn Văn Hoàng không có cơ hội tại giải đấu năm đó. Trong hai trận đấu với U23 Australia và U23 Syria, Tiến Dũng đã chơi xuất sắc và giữ sạch mảnh lưới, góp công một tấm vé tứ kết của U23 Việt Nam. Ở hàng hậu vệ, không có gì thay đổi, vẫn sẽ là bộ ba trung vệ quen thuộc Đình Trọng, Tiến Dũng và Duy Mạnh. Duy Mạnh đã có trận đấu xuất sắc ở trận đấu với U23 Syria, trong khi Đình Trọng cho thấy vì sao anh có biệt danh là chuyên gia săn Tây. Tiến Dũng vẫn thần thái lầm lì và cần mẫn là chốt trận đáng tin cậy trước một Tiến Dũng khác đang chấn giữ ở khung thành. Có lẽ sự vắng mặt vì chấn thương của Đoàn Văn Hậu khiến phần lớn cổ động viên Việt Nam phải lo lắng cho hành lang cánh trái của U23 Việt Nam. Nhưng vì sao mà huấn luyện viên Park Hang-seo sau giải đấu này được truyền thông gọi là phù thủy, có lẽ cũng nằm ở cách thức ông từng bước xử lý những trường hợp nhân sự khó nhằn như thế này. Phạm Xuân Mạnh được chọn và anh bước ra ánh sáng từ đây. Văn Thanh được đảo sang cánh trái. Đến với tuyến giữa, nhờ phong độ cực ổn định của Xuân Trường và Đức Huy tiếp tục là bộ đôi được ông Park tin dùng. Quang Hải là nhân tố bùng nổ nhất của cả đội suốt hành trình vòng bảng vừa qua. Số 19 của chúng ta vừa đóng vai tiền vệ cánh nhưng cũng sẽ là những tiền đạo cánh khi huấn luyện viên cần ứng biến sơ đồ chiến thuật. Ở hàng tiền đạo, Công Phượng sẽ tiếp tục được đặt kỳ vọng nhờ lối chơi kỹ thuật và có khả năng tạo ra đột biến cao. Bất ngờ nhất là việc ông Park cất Đức Trinh, Văn Toàn lên băng ghế dự bị, những người vẫn lần lượt được sử dụng để đá cặp với Công Phượng trên hàng công U23 Việt Nam. Trước U23 Iraq, ông thầy người Hàn quyết định tạo đột phá cho Văn Đức đá gần Công Phượng nhất. Nếu khi đó đặt câu hỏi thế này, bạn trông chờ gì vào màn trình diễn của một cầu thủ có lần đầu tiên đá chính như Văn Đức cơ chứ? Một cầu thủ được phát hiện muộn màng với tài năng nằm trong dấu ngoặc. Thì chứng kiến 120 phút kịch chiến, câu trả lời trước tiên sẽ là một tràng pháo tay kèm hai chữ ngất ngây. Nhìn từ khi giải đấu U23 châu Á 2018 diễn ra, có lẽ không đội bóng nào đen đủ như Việt Nam. Chúng ta cũng chỉ có vỏn vẹn một ngày tập sau trận đấu với U23 Syria, một trận đấu quá tốn nhiều sức lực và cả những tổn thất về mặt nhân sự. Thế mà giờ đây, đối thủ của chúng ta là ai đây? Là U23 Iraq, là đội bóng bất bại vòng bảng, là đội sở hữu hàng công mạnh nhất giải, là nhà vô địch năm 2013, hạng 3 năm 2016, đoàn quân Tây Á bất bại ở vòng bảng, sở hữu hàng thủ mạnh nhất giải, là có mặt hậu vệ phải Alaa Maghri từng đối mặt và bắt chết Neymar tại Olympic Brazil 2016, một hậu vệ có khả năng ghi bàn siêu đỉnh, là chủ nhân của một trong năm bàn thắng đẹp nhất của vòng bảng. Huấn luyện viên U23 Iraq có những tuyên bố chắc chắn về việc sẽ giải quyết trận đấu trong 90 phút. Ông bố trí một đội hình tấn công đúng nghĩa với ý đồ áp đảo Việt Nam ngay từ khi tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên. Tuy đá với sơ đồ 5-3-1-1 nhưng U23 Việt Nam không hề chơi tử thủ, mà ngược lại chúng ta chơi phòng ngự rất chủ động từ những phút đầu tiên và sẵn sàng tạo đột biến từ những đợt tấn công trực diện. Kiệt sức, bao mòn thể lực, đội bóng dễ bị bắt nạt, U23 Việt Nam vào trận và cuốn phăng tất cả các định kiến đó. Cậu trò Văn Đức trong việc đá hộ công cho Công Phượng đã chứng minh sự đúng đắn trong quyết định của thầy Park, bất chấp những dị nghị ban đầu, bằng màn phối hợp mở tỷ số ngay ở phút thứ 12. Một tình huống xuất phát từ những con người được thầy Park lựa chọn trên hàng công. Quang Hải đá phạt góc, Văn Đức chiếm lĩnh không gian rất tốt, tung cú mắc vô lề nhưng bất thành. Công Phượng với đôi chân đầy cảm giác và bản năng sát thủ trỗi dậy đã tận dụng cơ hội sút tung lưới U23 Iraq. Sút tung những ngạo nghễ của đội bóng đang được đánh giá cao hơn chúng ta. Ngày thi đấu xuất thần của Văn Đức chưa dừng lại ở đó, nhưng có lẽ chúng ta sẽ dành lời khen cho anh ở một thời điểm thích hợp hơn cuối video này. Bởi khi đó, ở cái không khí đó, ở một trạng thái mà mọi con tim đều như muốn nhảy sổ ra khỏi lồng ngực khi đó, thì cái tài của Văn Đức mới tuyệt vời mỹ mãn biết bao nhiêu. U23 Iraq có lẽ đã choáng với cách nhập cuộc này, với đội hình tấn công quen thuộc 4-2-3-1. Nhưng thật sự họ đã gây thất vọng phần nhiều với những đường tấn công không hề rõ nét. Những đường truyền dài từ phần sân nhà đến vòng cấm tuyển Việt Nam nhằm tận dụng chiều cao của trung phong cắm đội bạn không thể chiến thắng được Bùi Tiến Dũng, người nhện thực sự khi đó. Trong khi đó, các cầu thủ áo đỏ chủ động áp sát,
cộng với sự khéo léo của Quang Hải, tốc độ Văn Thành, những cái đảo người của Văn Đức khiến Iraq gặp khó rất nhiều trong việc triển khai bóng theo ý muốn. Nhưng lúc bế tắc nhất thì đội bóng này nhận được món quà trời cho mà cổ động viên Việt Nam đến lúc này vẫn thường bảo nhau rằng trọng tài người Australia đã thổi một quả phạt đền tưởng tượng. Ayman Hussein đã đánh bại Tiến Dũng, dù cái chân của anh đã rất cố gắng nhưng không ngăn được quả bóng đi vào lưới. Kỷ lục lần thứ tư cản phá thành công penalty liên tiếp của thủ thành người Thanh Hóa bị chặn lại. Dẫu sao, đó cũng chỉ là chuyện của phút 30 trận đấu mà thôi. U23 Iraq vừa giải được cơn khát, khí thế đã tìm lại, họ cũng bắt đầu tìm cách tràn lên. U23 Việt Nam cũng phải giảm nhịp độ trận đấu. Hiệp một khép lại với kết quả tạm thời hòa 1-1 giữa hai đội ở sân Thường Thục, một sân đấu có thiết kế rất giống với Mỹ Đình. Thầy Park trước trận đấu đã nói rằng ông muốn giải quyết trận đấu trong hai hiệp chính thức. Chúng ta đủ hiểu vì sao ông có phát biểu đó. Nếu không thể tràn lên tấn công thì chúng ta cũng không thể để lò lưới. Bất chấp áp lực từ muôn hướng, các chàng trai áo đỏ thi đấu kiên cường. Nhìn cái cách cầu thủ của chúng ta quăng mình vào những điểm nóng, sẵn sàng lao vào các điểm nóng để bịt kín từng khoảng trống, không cho đội bạn có nổi một cú sút. Phút 94 rồi mà Bùi Tiến Dũng vẫn lao ra bắt bóng ngay trên đầu tuyển thủ áo xanh. Thử hỏi đấu với một đội bóng đang sống chết về bóng đá như thế thì đến chính Iraq họ cũng cảm thấy sợ. Họ không dám dồn lên hết cỡ. Hiệp 2 vì thế cũng kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Nếu buộc phải nói đến dấu ấn trong hiệp đấu này thì có lẽ nằm ở các quyết định thay người của huấn luyện viên Park Hang-seo, bản lề cho những thay đổi đến chóng mặt trong hiệp phụ. Phút 70, Công Phượng rời sân và Đức Trinh vào sân thay thế. Người sẽ cho bạn thấy những cú đánh đầu của người Việt Nam lợi hại như thế nào. Chúng ta đã nói về Văn Đức rất nhiều rồi đúng không? Giờ là lúc tiền đạo Sông Lam Nghệ An lên tiếng. U23 Iraq có bạn vượt lên dẫn 2-1 khi Ayman Hussein hoàn thành cú đúp đánh đầu thành công ở phút 94. Nhưng cũng chỉ cần chưa đầy 5 phút sau, Văn Đức níu kéo lại hy vọng bằng một bàn thắng đáng giá vàng ròng của bóng đá Việt Nam. Văn Đức đã có dấu hiệu xuống sức, Văn Đức bị chuột rút, Văn Đức ra dấu hiệu cần thay người, rồi Văn Đức vẫn ở đó, xoay người tung cú sút quá hiểm hóc và cực nhanh. Văn Đức khiến cả cầu trường như bùng nổ. Sự âm hưởng của màn ăn mừng bàn thắng đầu tiên còn chưa dứt thì đến lượt một tràng pháo khác tiếp nối khi Đức Trinh bật cao hơn hết thảy đưa chúng ta vượt lên. Xuống tinh thần là điều ban huấn luyện không bao giờ tha thứ. Đó là một câu trích trong cuốn sách U23 Những chuyện chưa kể của ông Lê Huy Khoa và nó diễn tả đúng hết những gì đã diễn ra trên sân. Vào lúc này và vào cả thời khắc hai đội kéo nhau vào chấm trắng, lợi thế dẫn trước của chúng ta không giữ được lâu bởi đội bạn cũng đã có bàn gỡ hòa sau đó. Nhưng thực sự mà nói, Iraq mới là đội có phần bất lợi khi bước vào loạt đấu súng. Họ suýt chết, họ được hồi sinh, họ dẫn trước rồi lại sống trong cảm giác sắp phải thua cuộc. Vẫn cái vòng xoáy cảm giác ấy xoay vần đội bóng của huấn luyện viên Abdul Ghani Sahad. Và giờ là lúc thử thách ý chí thật sự của mỗi con người. Lượt đá luân lưu bắt đầu. Văn Thanh bước lên và thở phào với cú đá đầu tiên thành công. Quang Hải vẫn cú đá vào góc mà Văn Thanh đá trước đó. Xuân Trường, Đức Trinh vẫn là cú sút vào góc độ đó. Việt Nam có bài đá luân lưu và thầy Park đã tính toán rất kỹ. Kỹ từng cú đá, kỹ ở từng con người. Tiến Dũng cả hai lần đối mặt đều không thắng được số 10 của U23 Iraq. Nhưng có hệ gì khi anh có thể xuất sắc hơn trong việc cản cú đá của đội trưởng Basha Rezan. Và khi cú đá của Tiến Dũng gây nên đôi chút mơ màng rằng liệu bóng có vào lưới hay không, thì sau đó tất cả phải vỡ hòa với khoảnh khắc cởi áo ăn mừng của anh chàng áo lính. Giờ phút này thì các bạn đã có thể mở mắt ra và nhìn vào màn hình, nhìn màn ăn mừng của các thủ chúng ta, nhìn vào bảng tỷ số để hét lên rằng Việt Nam đã vào bán kết rồi. Dẫu có dấu ấn của may mắn nhưng không thể phủ nhận, U23 Việt Nam đã có trận đấu quá kiên cường và tỉnh táo để tạo nên lịch sử cho bóng đá nước nhà với việc viết tiếp chuyện cổ tích ở giải U23 châu Á năm nay. Chúng ta để lại thủ thành của Iraq đứng như trời trồng ở trên sân, khóc ròng suốt 10 phút để lại những cảm xúc bóp nghẹt của trận đấu để hiên ngang đi tiếp vào bán kết tiếp đón U23 Qatar. Địa chấn chỉ xuất hiện một lần, nhưng quá nhiều địa chấn châu Á thì người ta sẽ gọi đó là kỳ tích của Thường Châu bắt đầu.